Quang xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là đầy đủ các phiên bản mẫu xe khác nhau của dòng xe Honda các bạn nha. Và ngày hôm nay mình đang có mặt cận cảnh trực tiếp tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu để báo giá nhanh tất cả những cái mẫu xe Honda trong thời điểm hiện tại. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Hiện tại Honda Winner X đang được Honda Việt Nam áp dụng chương trình khuyến mại với chương trình hỗ trợ lên tới 3 triệu đồng các bạn nha. Nhưng tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu vẫn giữ mức giá bán hạ sập sàn như thời điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua có thể tham khảo thêm. Rất cụ thể và chi tiết như vậy. Sau đây thì mình sẽ lần lượt từng mẫu xe một báo giá cụ thể gửi đến các bạn cùng tham khảo như sau. Mẫu xe đầu tiên là mẫu xe Honda Winix, tí mình sẽ quay thêm các màu sắc sơn zin nữa. Đây là một phiên bản màu xanh lá cây rất đẹp luôn, được sơn độ 3D. Hiện tại phiên bản này đang được bán đến mức giá bán là 39 triệu 500 nghìn đồng. Đây là phiên bản sơn độ lên ABS các bạn nha. 39 triệu 500 nghìn đồng. Các bạn có thể lưu tâm lý cho mình như vậy. Toàn bộ giá bán mình cam kết gửi đến các bạn ấy là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Tiếp theo là những mẫu xe Honda Grandpa. Honda Grandpa cũng có một loạt các phiên bản sơn độ 3D rất đẹp ở đây. Sơn zin thì vô vàn luôn các bạn nha. Sơn độ 3D ấy, mà hiện tại các bạn đang theo dõi trên màn hình trang bị hệ thống vành nan là 21 triệu 500. Còn những phiên bản trang bị vành đúc là 23 triệu 300. Trong khi đó những màu sắc sơn zin, các cái màu xanh đỏ trắng giá 18 triệu 600 vẫn giữ nguyên các bạn nha. Còn phiên bản màu đen mờ là 20 triệu 900. Vẫn đang có đầy đủ hàng để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Trong khi những cái phiên bản cũ của năm 2022 giá bán là 20 triệu các bạn nha. Tiếp đến là mẫu xe Rick, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Rick hiện tại chỉ có những cái màu sắc của năm 2023 mà thôi. Đây là những phiên bản phanh đĩa vành đúc đang được bán mức giá bán cao nhất là 26 triệu đồng. 26 triệu đồng cho phiên bản phanh đĩa vành đúc Honda Blade đây, các bạn có thể theo dõi này. Phanh cơ vành nan hiện tại là 18 triệu 600. Ngang ngửa với dòng xe Honda Grandpa. Phanh đĩa vành nan như các bạn đang theo dõi là 19 triệu 600 và phanh đĩa vành đúc giá bán dao động trong khoảng tầm từ 20 triệu 800 đến 21 triệu 300 tùy theo từng màu sắc các bạn nha, màu bóng sẽ rẻ hơn là màu nhám. Relic thì rất nhiều các phiên bản màu sắc khác nhau luôn, các bạn có thể theo dõi cận cảnh cho mình. Phiên bản phanh đĩa vành nan hoa như màu sắc đen nhám các bạn đang theo dõi giá bán hiện tại của Relic FI là 23 triệu 800 nghìn đồng, 23 triệu 800 nghìn đồng các bạn nha. Còn phiên bản phanh cơ vành nan hoa là 22 triệu 600 nghìn đồng. Cơ bản giá bán vẫn là đang hạ sập sàn trong như trong thời điểm chào mừng đại lễ 30 tháng 4 1 tháng 5. Còn đối với xe Honda SH1 các bạn đang theo dõi trên màn hình, SH1 thời trang phanh CVS giá 57 triệu 600 thôi, rất rẻ. Trong đó thời trang phanh APS là 66 triệu 500. Phiên bản đặc biệt như phiên bản màu đỏ đô đen các bạn có thể theo dõi này, giá bán hiện tại cao nhất là 71 triệu các bạn nha. Cho mẫu xe SH1 được rất nhiều chị em yêu thích trong thời điểm này. Đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn trang bị hệ thống phanh CVS ấy, giá bán chỉ 57 triệu 600 nghìn đồng mà thôi. Hạ sập sàn rồi, các bạn nào quan tâm lưu ý có thể tham khảo. Một mẫu xe với thiết kế rất là hiện đại, pha lẫn một chút cổ điển cùng với hiện đại với những cái giải dây chuyền này, một chai nước hoa ở phần đầu xe nhìn rất đẹp luôn các bạn nha. Thiết kế phải nói là cực kỳ là tôn dáng chị em phụ nữ luôn. Tiếp đến là dòng xe Honda Future. Future hiện tại có màu sắc đen nhám các bạn đang theo dõi. Phiên bản phanh đĩa vành nan là 33 triệu 500. Phiên bản phanh đĩa vành đúc như các bạn đang theo dõi là 35 triệu 500 nghìn đồng các bạn nha. Trong khi đó thì mẫu xe Honda SH, SH Nam thì giá bán hiện tại cực kỳ ok luôn. SH Nam 125 phanh CVS như màu sắc đen bóng các bạn đang theo dõi giá bán hiện tại chỉ 74 triệu 600 nghìn đồng. Tí mình sẽ quay thêm các màu sắc khác phiên bản khác ấy để các bạn có thể theo dõi thêm. 74 triệu 600 nghìn đồng. Còn rẻ hơn giá bán đề xuất của hãng. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình như vậy trong thời điểm tháng 5 này các bạn nha. Honda E-Blade đây. E-Blade phiên bản là tiêu chuẩn giá bán hiện tại là 40 triệu 600. Vẫn giữ nguyên mức giá bán như thời điểm chào mừng đại lễ 30 tháng 4 1 tháng 5. Còn phiên bản đặc biệt là 42 triệu 800. E-Blade 160 thì không còn hàng nữa rồi. Nhưng bạn nào quan tâm vẫn có thể tham khảo thêm. Giá 58-59 triệu các bạn nha. Cho hai phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt trên mẫu xe Honda E-Blade phiên bản 160. Tiếp đến là mẫu xe Honda Vision. Vision hiện tại có 4 sự lựa chọn cơ. Các bạn cùng theo dõi luôn. Vision phiên bản tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn màu trắng nó sẽ đắt hơn các bạn nha. Hiện tại không còn phiên bản tiêu chuẩn màu trắng nữa. Phiên bản tiêu chuẩn màu trắng 2022 là 33 triệu 200. Màu đen tiêu chuẩn là 31 triệu 600. Như màu đen phía bên trong cùng đây các bạn có thể theo dõi này. Cao cấp là 34 triệu 200. Đặc biệt là 35 triệu 500.
và phiên bản thể thao giá 37.900.000 các bạn nha. Phiên bản thể thao như màu sắc đen nhám này hoặc phiên bản màu xám đen giá là 37.900.000 trong thời điểm hiện tại. Rất cụ thể chi tiết để các bạn có thể tham khảo thông qua video này. Tiếp đến là mẫu xe Honda Lead. Honda Lead thì có 3 sự lựa chọn. Lead tiêu chuẩn 37.800.000 rất rẻ luôn. Lead tiêu chuẩn thì rất rẻ luôn. Gần như Lead tiêu chuẩn được lựa chọn khá nhiều trong thời gian vừa qua. Nó chỉ thay đổi ở cái phần đèn pha của xe thôi. Lead cao cấp là 40.200.000 và Lead đặc biệt là 42.200.000 các bạn nha. Lead đặc biệt là những cái phiên bản như màu đen mờ này, các bạn có thể theo dõi này, thì giá bán của nó sẽ đắt hơn một chút so với những cái phiên bản còn lại. Thường xuyên thì mình thấy rằng ấy, các chị em lựa chọn màu đen mờ hoặc cái màu dạng màu xám bạc mờ cũng rất đẹp các bạn nha. Đây là những cái màu sắc mới trên mẫu xe Honda Lead. Còn với mẫu xe Honda Vario, Vario hiện tại giá bán thì quá là ok rồi, không có thể nào mà rẻ hơn được nữa. Vario phiên bản tiêu chuẩn 48.500.000 đồng. Phiên bản cao cấp cũng tương tự 48.500.000 đồng. Phiên bản đặc biệt 52.500.000 sơn độ các bạn nha. Còn phiên bản thể thao giá cũng 52.500.000, gần như tương tự với nhau. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình như vậy. Có cả sơn độ, cả sơn zin để các bạn có thể theo dõi thông qua video của mình ở đây. Giá quá rẻ luôn với Vario 160. Còn đây là một loạt các cái mẫu xe Honda SH. Honda SH thì hiện tại giá bán cực kỳ phải chăng như mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản phanh CVS 125i là 74.600.000 như phiên bản màu đen các bạn đang theo dõi này, hoặc phiên bản màu trắng ở đây. Phiên bản 125i phanh APS giá 84.500.000 các bạn nha. Còn các cái màu sắc xám đen hoặc đen nhám giá 87.500.000. Trong khi đó SH 160 phanh CVS giá 95.000.000. Phiên bản phanh cao cấp phanh APS giá 102.000.000. Phiên bản màu đen nhám ABS 160 là 107.000.000. Như cái màu sắc đen nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình phía trong kia. Còn phiên bản màu xám đen màu sắc như này, như đây là phiên bản 125, các bạn có thể theo dõi rồi. Giá cao nhất là 109.000.000 cho mẫu xe Honda SH, SH Nam các bạn nha. Còn Vision Winner X này, còn Winner X thì rất nhiều luôn, các bạn có thể thoải mái lựa chọn kể cả những màu sắc sơn độ luôn các bạn nha. Winner X hiện tại thì giá bán rẻ nhất vẫn là những phiên bản tiêu chuẩn, trang bị hệ thống phanh thường thôi, phanh đĩa thường các bạn nha. Giá 31.600.000. Phiên bản cao cấp là 35.600.000, có nhỉnh hơn một chút cho phiên bản cao cấp. Phiên bản đường đua HRC giá 36.600.000. Đường đua HRC cũ các bạn nha. Còn đường đua HRC mới là 37.600.000. Sơn độ thì mình đã báo gửi đến các bạn rồi. Sơn độ mà phanh thường giá 37.500.000. Sơn độ phanh APS giá 39.500.000 đồng cho lúc này các bạn nha. Đường đua HRC mới đây 37.600.000 đồng cho đường đua HRC mới. Hiện tại còn hai màu sắc sơn độ nữa là phiên bản màu xanh Cyan và phiên bản màu Petronas. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý lựa chọn cho mình trong lúc này. Rất cụ thể chi tiết. Đó là một số nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn thông qua video này. Cảm ơn rất là của mình. Hãy các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.